thêm một mẫu xe mà được em Trâm giới thiệu trong ngày hôm nay. Thì đây là chiếc xe Ford Ranger, chiếc này bản đủ, sản xuất năm 2001, số sàn máy 1.6 nhá. Chiếc xe với lớp sơn là màu vàng và với biển số rất là đẹp luôn, biển số VIP luôn này các bác này. Đây, biển số 14A08889 này, biển rất đẹp luôn. Và xe trang bị có màn hình, có camera lùi rồi nhá. Và có cả cái phần cảm biến lùi ở phía sau. Đây các bác xem này. Xe với lớp sơn bóng mượt sạch sẽ, nội thất rất là tươi sáng. Máy số cực chất luôn, máy số lổ rất là êm. Đây, gầm bệ chắc lịch. Gầm bệ chắc lịch luôn. Và tôn vỏ của cái dòng xe Ford Ranger này nó dày và nó chắc chắn hơn rất là nhiều một số những cái dòng xe như là Vios, như là một số những cái dòng xe đến từ thương hiệu của Daewoo như là Lacetti hay là Gentra nhá. Dày hơn rất là nhiều đấy ạ. Và chạy đầm chắc hơn rất là nhiều so với lại một số những cái dòng như vậy. Và chiếc xe này thì các bác yên tâm rằng là xe không bao giờ chạy qua taxi hay dịch vụ rồi. Đây các bác xem nhá. Chiếc xe bản đủ thì trang bị có túi khí an toàn này và vô lăng 4 chấu nhá. Đây cái chiếc xe này chạy ít cho nên là các bác thấy là vô lăng của nó còn đẹp. Đấy các bác thấy đây, vô lăng còn đẹp nhá. Vô lăng không bị không bị bợt, nó chỉ hơi mòn lên một chút thôi. Đấy, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết gửi các bác xem về mẫu xe Ford Ranger này. Đấy, chiếc xe hoàn toàn là gương kính được điều chỉnh bằng điện. Đấy. Dòng này thì cửa nó đóng thì tất nhiên nó sẽ không êm cho lắm. Đấy, nhưng mà nó rất là chắc chắn nhá, thân vỏ nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay xung quanh xe để các bác xem về xe này. Xe này và tất cả những mẫu xe khác bên em sẽ cam kết cho bác luôn là xe không bị đâm xô, không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị thủy kích các bác nhá. Các bác yên tâm về những vấn đề lỗi của xe. Máy số của xe thì bên em đã cho kiểm tra rất là kỹ rồi. Máy số cực chất luôn. Máy số còn ngon bên em mới nhập về nhá. Và xe không lỗi thì bên em mới nhập về. Giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ, ra tên đồng hoàng thì bên em mới nhập về nhá. Đây các bác xem này, với phần nước sơn của xe rất là bóng đẹp đúng không ạ? Rất là bóng đẹp sạch sẽ luôn. Kính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng. Đây là phần lốc của xe. Ford bên em rất là nhiều nhá, trong đó thì có Ford Mondeo. Và đây, các bác thấy đây, hai chiếc xe Ford Mondeo mới về luôn. Chưa có video, chưa có hình ảnh về hai mẫu video chiếc Mondeo nhá. Và Ford Ranger thì cũng giới thiệu với các bác luôn là bên em đang có xem nào, đang có 4 chiếc liền luôn nhá. Đang có 4 chiếc thì các bác đang quan tâm đến những mẫu xe Ford Ranger thì mời các bác qua bên em. Với cái đồng tiền là trên dưới 100 triệu một chiếc các bác nhá. Trên dưới 100 triệu một chiếc cho những mẫu Ford Ranger như thế này. Toàn tầm đời 2000 và 2001 thôi. Và cũng với cái form dáng như này luôn nhá. Không khác gì cả. Nó chỉ khác nhau là bản đủ hay bản thiếu thôi. Và khác nhau nước sơn thôi. Và khác nhau cái độ đẹp các bác nhá. Đẹp đến đâu thì bên em sẽ đưa ra giá ở mức độ nó vừa phải phù hợp. Sơn xi sạch đẹp gọn gàng. Các bác mua mẫu này về đi luôn thôi nhá. Riêng mẫu này thì nó có một cái là hết đăng kiểm. Thì sau video này em sẽ cho đăng kiểm nhá. Đăng kiểm nằm ở trên phần góc này. Đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2020. Đấy, hết rồi, đăng kiểm hết rồi nhá. Sau video này em sẽ cho đăng kiểm ngay nhá. Làm sao để các bác đến mua là có ok, đăng kiểm về luôn. Đấy, sơn xi gọn gàng sạch sẽ. Keo chỉ của xe là vẫn còn đấy các bác nhá. Cho nên là thân vỏ nó còn được đẹp như này. Nó còn căng như này luôn. Rất là đều như này luôn này. Tất cả những cái phần mép của xe nó còn rất là đều đúng không ạ? Không bị lệch, không bị gợn, không bị lồi lõm gì các bác nhá. Đây. Một bộ lốp của xe còn dày nữa cơ. Đây các bác xem này. Đấy, xe được lợi một dàn lốp này. Đấy là răng đúc. Đấy, đây đây nhá. Một dàn lốp nó còn rất là dày. Đấy, các bác mà mua chiếc xe mà dàn lốp nó bị mỏng mỏng đấy ạ, nó bị mòn mòn đấy ạ. Thì về lại mất tiền chục như chơi đúng không ạ? Mất tiền chục triệu như chơi đấy ạ. Đấy, không ít đâu. Đấy, dòng lốp xịn như này nếu không ít tiền đâu các bác nhá. Đấy, cái cửa này là chưa mở hết ra này, em sẽ mở chốt. Đấy, rút chốt. Xe bị chốt cửa bên trong. Đây, cửa này. Tiếp sẽ quay phần nội thất sau các bác nhá. Bây giờ em mời các bác xem đến cái phần bên ngoài trước. Phần bên ngoài trước xong rồi mới quay đến phần nội thất bên trong sau. Thì các bác nhà mình hãy chú ý đón xem hết video để cảm nhận về chiếc xe này, xem chiếc xe này có đáng đồng tiền để các bác bỏ ra mua không nhá. Chiếc xe này được thêm cả một cái đuôi gió này, cái đuôi gió này tiền triệu rồi các bác nhá, tính tiền triệu luôn rồi đấy ạ. Cặp đèn pha, cặp đèn hậu của xe thì vẫn còn đẹp.
Và xe này thì cũng đã được lên một bộ cảm biến lùi. Đây, cảm biến lùi đây, cái mắt này, mắt cảm biến lùi đây nhá. Đây, phía đằng sau xe đây. Xe với form dáng sedan thì cốp đằng sau vẫn còn rất là rộng nhá. Cốp đằng sau rất là rộng. Ở phía này thì các bác có thể để đồ này, rất là nhiều đồ luôn. Để được rất nhiều đồ luôn nhá. Bây giờ thì đến phần nội thất bên trong rồi. Đấy, mời các bác thì mình chú ý đón xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe Forester này nhá. Nội thất của xe thì được trang bị là bằng da kết hợp là bằng nhựa. Và màu thì các bác có thể nhìn rồi, màu kem và màu đen đúng không ạ? Keo chỉ nhá, keo chỉ của xe đây, keo chỉ của xe là không mất phần nào đâu, keo chỉ còn nguyên cả con luôn. Một bộ răng vẫn còn đẹp, không bị sờn rách gì. Và phần tắp ni, đây phần tắp ni cửa này. Đây, da này là da xịn nhá. Da này là da xịn nguyên bản theo xe luôn này. Đây, cái tay cầm này không bị mòn luôn này. Cái chỗ này thì hơi bạc màu, các bác về mình sơn hoặc là mình bọc dán là cái này ok, sạch đẹp ngay. Ở vị trí này là gương kính của xe được điều chỉnh bằng điện ở khu vực này. Gương kính đây nhá, đây là gương này, đây là kính này. Tay mở này. Da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Da xịn nguyên bản theo xe luôn đấy ạ. Và đây là vách cửa đây. Các bác thấy nó không có hiện tượng han gì, mục mọt gì đúng không ạ? Đây, đây là phần vách cửa đây ạ. Không có hiện tượng han gì, mục mọt gì các bác nhá. Những cái bu lông ở phần bản này cánh cửa này còn chưa tháo cơ, chưa tháo chưa vặn luôn cơ. Đấy. Khung sườn của xe đây. Một bộ ghế da này còn đẹp, không bị rách bất cứ chỗ nào nhá. Một bộ ghế da còn đẹp các bác nhá, còn mới. Cần số phanh tay. Côn số lái của xe hiện tại đang rất nhẹ nhàng, đang rất là nhẹ nhàng luôn các bác nhá. Đây phần táp lô này. Dòng này thiết kế ra một cái phần táp lô nhìn không bị cổ đúng không ạ? Tuy rằng đời thấp nhưng mà không bị cổ luôn. Xe thì chưa có màn hình to nhá, nhưng có màn hình bé thôi. Đấy. Màn hình bé nằm ở giữa đây này, nằm ở giữa đây luôn này, màn hình bé tí luôn. Đấy các bác về mình có thể thay cái màn to. Đấy, cái màn này bé quá đúng không ạ? Màn này hơi bé. Và mình thay cái bàn to nó hết cả cái khuôn này luôn đi ạ. Theo như vậy thì nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là mình có thể là thay bộ màn hình Android. Màn hình Android thì nó cũng có những bộ chỉ có tầm khoảng 2 triệu. Có những bộ thì bộ là có cả cam lùi và cam tiến đấy ạ. Thì nó là tầm khoảng 2 triệu. Có thể là lên đến hơn 3 triệu tùy theo cái màn hình đấy nó to bé hay là chất liệu nó như nào. Đẹp xấu nữa đúng không ạ? Đây. Đây là một cái cánh tiếp theo mà em quay rồi các bác. Đấy, chiếc xe với cái phần cánh được thiết kế ra nhìn cũng đôi khi cũng có một số những cái khác biệt. Đấy, đây là kính điện nhá. Kính điện của xe được đặt ở vị trí này. Đấy, tay cầm này. Đấy, các bác nhìn này, những phần tay cầm của xe nó không, những cái lỗ này nó không bị mất lỗ luôn và nó không bị mòn. Nhiều trước ấy em thấy là những cái tay cầm này cầm bám vào nhiều quá nó bị như kiểu là cóc gặm đấy ạ. Như kiểu chuột gặm cóc gặm luôn. Đấy, nhưng mà đây các bác thấy, nói chung là nội thất của cái chiếc xe Forester này thì em thấy là nó cũng vẫn còn đẹp, nó không đến nỗi nào. Tuy rằng là đời thấp, tuy rằng là ít tiền, giá tiền thấp chỉ bằng một chiếc xe máy thôi, nhưng mà xe vẫn còn khá là ổn đúng không ạ? Còn khá là ổn luôn. Bộ ghế da còn đẹp, đây các bác thấy này, ghế da còn đẹp đây nhá. Phía sau để đồ thoải mái luôn. Và xe này thì cũng đã được trang bị thêm một cái cửa gió thổi ở phía sau. Và phần nội thất của xe nó rộng rãi. Nó rộng rãi hơn một số những cái mẫu xe như là Nanos các bác nhá. Như là Nanos sẽ rộng hơn đấy ạ. Rộng hơn Nanos. Rộng hơn một chút so với Nanos. Tầm tầm như là chiếc xe Luisa đấy ạ. Và đây là phần nội thất bên trong mà em đang tính từ bên lái đi vào, từ bên phụ đi vào nhá. Từ bên phụ đi vào, bên lái thì em quay xong rồi đúng không ạ? Rồi, có thấy này, những cái phần gioăng cánh cửa xe là còn đẹp đây. Nhìn cái phần tắp ni cánh cửa nhìn như là một chiếc xe đời cao, nhìn như một chiếc xe chạy nước luôn đúng không ạ? Nhìn nó cũng khá là sáng đẹp. Đây em quay gần một chút nữa nhá. Phần da này thì nó là bọc bọc da bên ngoài. Đấy, nhưng còn da này là da xịn nhá. Da này là da xịn, da nguyên bản của xe luôn đấy ạ.
ở những cái đồ nhựa, những cái phần mép của xe nó còn khá là đều, không bị nó không bị bong chóc hay nó không bị nham nhở gì, đúng không ạ? Những chiếc xe đời thấp này thì những cái đấy là cái quan trọng. Sợ nhất là những mẫu xe nó cứ nhìn thôi mà cũng không muốn ngồi lên lái rồi, đúng không ạ? Ngồi nhìn thôi là cũng không muốn đi rồi. Những chiếc xe nó tươi tươi này thì các bác nhà mình tươi tươi mà chạy sướng, máy ngon, số ngon, côn số lái ngọt ngào thì các bác nhà mình nhìn là đã muốn ngồi lên cảm nhận rồi, đúng không ạ? Đây thì video này em sẽ làm chi tiết về chiếc xe Ford Laser này nhá. Các bác nào đúng chân mẫu Ford Laser thì các bác xem hết video này của em, và mình có thể kết nối Zalo để được xem thêm mấy mẫu Ford Laser khác mà hiện tại đang có tại cửa hàng. Càng bên em hiện tại thì đang có, như em nói đấy, là đang có 4 chiếc liền. Có 5 chiếc thì khách đặt cọc mất một chiếc rồi. Đấy. Khách thay bình sang đặt cọc mất một chiếc rồi. Bây giờ hiện tại thì đang còn 4 chiếc các bác nhá. Giá thì trên dưới 100 triệu thôi. Rất là rẻ đúng không ạ? Đây, cái phần này này. Tay cầm này. Đấy, chi tiết phần nội thất bên trong được em giới thiệu trong video này, các bác nhà mình cùng xem và cảm nhận. Các bác hãy cho một số những ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận, phần comment nhé. Và các bác xem video thấy hay thì mình có thể là nhấn like và nhấn chia sẻ để cho nhiều người người ta biết đến hơn. Đấy. Nhiều người biết đến được những cái mẫu xe ô tô cũ, tại vì những mẫu xe ô tô cũ thì tất nhiên là rất là nhiều nơi có, nhưng cái mẫu xe mà đẹp mà ít tiền mà còn đẹp như là những cái mẫu xe ở cửa hàng bên em thì cũng không phải là có nhiều, đúng không ạ? Bây giờ thì em mời các bác xem đến phần gầm, phần máy của chiếc xe này. Gầm phần máy nhá. Đây, gầm đây, máy đây, khung đây. Đây. Nó không bị mục mọt gì đâu. Tất nhiên thì xe cũ đời thấp thì nó hơi han một chút thì cũng không phải là chuyện bình thường, đúng không ạ? Cái quan trọng là nó không bị mục mọt. Cua lốp đây nhá. Đây, cua lốp đây. Hơi mờ một chút đúng không ạ? Em điều chỉnh ánh sáng một chút nhá. Đây, bên đây là gầm này. Đấy, có đôi chỗ nó hơi đốm đốm ham. Nhưng chiếc xe này thấp thì đốm ham nó cũng là chuyện bình thường thôi đúng không ạ? Bây giờ thì đến phần máy của chiếc xe. Mời các bác đón xem phần máy nhé. Đây, máy đây, máy khô khan sạch sẽ, máy nhìn rất là sáng, còn khá là tươi máy. Cabo đây ạ, đây là phần cabo của xe nhé. Động cơ bằng máy của chiếc xe đây. Với động cơ máy 1.6 phun xăng điện tử thì tiêu hao nhiên liệu của cái dòng này nó sẽ dao động tầm khoảng trên dưới 7 lít, tầm khoảng 6 lít rưỡi tới 7 lít trên 100 km nhá. Còn nếu các bác đi đường phố thì tất nhiên nó phải hơn, nó tầm khoảng 8 lít là chuyện bình thường. Đấy, động cơ khoang máy của xe đẹp. Các bác hãy xem và cùng cảm nhận về chiếc xe Ford Laser này. Các bác đúng chân thì hãy xem hết nhá. Còn các bác nhà mình cần thêm thông tin gì về xe, cần bên em hỗ trợ thì các bác hãy kết nối Zalo cho bên em theo mấy cái số điện thoại mà em sẽ ghi vào tiêu đề các bác nhá. Số điện thoại em sẽ ghi vào tiêu đề để các bác nhà mình tiện đọc, tiện theo dõi. Và địa chỉ xem xe thì ở tại phố Nguyễn Thời Trung, gần bến xe Hải Tân và gần cầu Cất của thành phố Hải Dương các bác nhá. Vâng, ok. Video em sẽ làm tới đây thôi. Và các bác nhà mình để biết thêm thì hãy alo trực tiếp bên em nhá. Vâng, ok. Video em xin được kết thúc và hẹn gặp lại.